Chào các bạn. Hôm nay mình gửi đến các bạn một cái đoạn video mới về cái khởi nghiệp. Chúng ta cần một cái ý chí, một cái ý chí rất là mạnh liệt. Cái ý chí này cần một cái ý chí các bạn. Ý chí này nó xuất phát từ hai cái. Thứ nhất á là ý chí của cá nhân, của cá nhân, của chính người khởi nghiệp đó. Ý chí cá nhân, cá nhân. Và cái thứ hai đó là ý chí của cả một cái tập thể. Hai, ý chí tập thể. Chúng ta cần đó. Vậy thì trước tiên là ý chí của cá nhân. Bất kỳ một cái công ty nào, một cái dự án khởi nghiệp nào, nó cũng bắt đầu từ một ý chí cá nhân. Có một cái cá nhân họ nắm nòng cốt ở trong cái vấn đề đó. Các bạn thấy là một cái công ty Apple mà muốn xây dựng lên thành công ngày hôm nay thì có cái ý chí cá nhân của Steve Jobs. Và Facebook bây giờ nổi tiếng thì đó là ý chí cá nhân của Mark Zuckerberg. Các bạn có nhận ra điều này chưa? Và vậy thì ra khởi nghiệp, bạn muốn ra khởi nghiệp, bạn cần cái ý chí cái cá nhân của chính cái cá nhân bạn. Bạn là người muốn ra khởi nghiệp, bạn có thể là người chủ doanh nghiệp, bạn là người chủ sáng lập, bạn cần có một cái ý chí rất là mạnh liệt là bạn muốn ra sở hữu một cái doanh nghiệp riêng, bạn muốn ra khởi nghiệp. Và cái ý chí cá nhân đó nó giúp cho bạn cái gì, bạn mới thắng được những cái cản trở, những cái rào cản phía bên trong bạn. Ví dụ cái ý chí nó mạnh liệt nên bạn mới sẵn sàng gì, bỏ học đại học. Các bạn quyết định bỏ học đại học là một cái quyết định nó vô cùng khó khăn. Bởi vì sao? Cái hào quang của việc có bằng đại học nó làm cho bạn sẽ giữ chân lại. Tuy nhiên cái người nào mà họ đam mê khởi nghiệp quá thì cái việc mà họ sẵn sàng họ rời ghế giảng trường đại học sớm, các bạn thấy rất là nhiều người thành công họ đã rời ghế giảng trường đại học rất là sớm, bởi vì họ thấy rằng họ đi thực hiện cái niềm đam mê của họ. Hoặc là cái ý chí cá nhân của bạn nó lớn đến nỗi mà bạn sẵn sàng rời cái văn phòng, những cái công ty làm việc của nước ngoài, mức lương cao rất là hành tráng, các bạn thấy không? Được đi công tác rất là nhiều nơi, tất cả mọi thứ đó nó đều không cản chân lại được của các bạn. Các bạn thấy chưa? Và cái ý chí cá nhân đó nó phải đủ mạnh để gì? Để bạn vượt qua rào cản của gia đình, những người thân luôn nói bạn là không nên ra làm, luôn nói, có thể là họ chửi bạn khùng, có thể là họ chửi bạn điên, có thể là họ cắt luôn tất cả các nguồn viện trợ của các bạn. Bạn phải có đủ ý chí cá nhân để bạn vượt qua toàn bộ những rào cản đó. Tất cả những người khởi nghiệp họ đều có cái ý chí cá nhân đó. Và cái ý chí cá nhân đó nó phải được tôi luyện đến điểm 10 các bạn. Điểm 9 cũng không có đạt được, cái điểm 10. Cái điểm 10, 10% về ý chí nhân, tức là bạn chỉ có tập trung vào ý chí khởi nghiệp và bạn muốn đi một con đường và không có gì cản được bạn. Thậm chí lúc đó trong tay không có tiền, không có mối quan hệ, không có kiến thức đồ luôn, thì bạn cái những điều đó nó không có cản bạn được. Bạn chỉ biết rằng là tôi muốn ra sở hữu cho mình một cái doanh nghiệp, và bằng mọi cách tôi phải làm được, tôi phải đi, tôi phải sở hữu doanh nghiệp thành công ngay từ vị trí tôi đang đứng. Vị trí tôi đang đứng là tôi không có tiền, tôi tiền rất là ít, tôi chưa có bằng cấp, tôi chưa có trình độ gì hết, mà tôi vẫn có sở hữu doanh nghiệp được. Cái đó là cái ý chí cá nhân. Bản thân mình cũng vậy. Khi mà mình vào Sài Gòn này thì hoàn toàn là hai bàn tay trắng và đi học còn không có xe đạp để đi học mà. Khi mà ra trường mình đi làm việc cho công ty nước ngoài, đến tháng 11 thì mình rời cái công ty nước ngoài đó để mình ra mình khởi nghiệp bằng cách mà đi kiếm nước mắm. Cái lúc đó là cái ý chí không biết ở đâu, cái khát khao, cái mãnh liệt trong con người mình nó muốn ra sở hữu cho mình một cái doanh nghiệp, và thế là mình ra mình mà làm. Và cách đây 3 ngày thôi, có một bạn gọi điện thoại cho mình. Bạn mới khoe mình là em mới mua được cái căn nhà 2.2 tỷ. Bạn đó là một người học viên của mình, học cách đây 4-5 năm rồi. Và khi mà mình thấy bạn khoe như vậy mình rất là vui, và bạn nói là em muốn báo cáo thành tích để cùng chung vui với bạn. Cái điều tuyệt vời gì, lập tức mình nhớ cái câu chuyện của bạn này. Thực sự là bạn là người ở Bình Thuận Phan Thiết, bạn vào Sài Gòn này, bạn không có học hành tốt nghiệp đại học như tất cả bao nhiêu bạn, mà bạn vào đây để bạn đi làm. Đi làm phụ, và một ngày cái ý chí cá nhân khởi nghiệp của bạn nó quá mạnh liệt đi, và bạn ra bạn mở một cái công ty chuyên về vệ sinh công nghiệp. Rồi làm một thời gian
cũng có khách hàng nhưng mà không biết là sao phát triển, mới đi tìm đến nơi mình chỉ cái cách để làm sao biết cái cách sở hữu doanh nghiệp, phát triển khách hàng rồi cho nó bền vững, xây dựng công ty bền vững hơn. Và bắt đầu từ đó cái lượng khách hàng của bạn nó tăng 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 lên. Và cho tới giờ thì thấm thoát nó đã qua 3 năm rưỡi 4 năm rồi. Và cái tiền bạn tích góp được, bạn mua được cái căn nhà 2,2 ở đất Sài Gòn gần này, chỉ có cái ý chí cá nhân mới giúp cho bạn làm được cái việc đó. Ok, bạn phải tự hỏi rằng là cái ý chí cá nhân của bạn ra khởi nghiệp bạn đã quyết tâm 100% chưa. Nếu mà không đạt được, bạn không có thể ra khởi nghiệp, bạn đi một lúc rồi bạn cũng rớt thôi. Thứ hai là ý chí của cả một cái tập thể. Các bạn biết là để các bạn thành công trong cuộc sống thì rất là nhiều người giúp cho bạn. Và đặc biệt khi cái ý chí tập thể là bạn không thể làm việc một mình, bạn cần phải có nhân viên, bạn phải có những cái cộng sự. Thì khi mà cái ý chí cá nhân bạn mãnh liệt á, thì bạn như thế nào ạ? Bạn hút cả một cái tập thể đó phục vụ cho cái tổ chức này, làm việc của tổ chức này. Bởi vì cái giai đoạn khởi nghiệp là cái giai đoạn mà lúc ban đầu mà bạn phải hy sinh rất là nhiều thứ, nó rất là gian khổ, mình hay gọi là dấn thân á, làm rất là nhiều thứ. Thì khi mà cái ý chí cái cá nhân của bạn tốt, bạn truyền xuống cái ý chí tập thể thì tất cả những người nhân viên á, họ mới vào họ làm việc cho bạn á, thì họ phải có được cái cùng ý chí với bạn đó, nên họ mới vượt qua được những cái gian khổ đó. Các bạn hiểu chưa? Họ mới giúp cho cái công ty của chúng ta thành công không được. Và cái ý chí cá nhân của bạn đó, bạn cũng truyền cho những cái đối tác của mình. Mấy ngày đầu chúng ta đâu có tiền để chúng ta lấy hàng đâu, chúng ta có thể lấy hàng nợ. Các bạn hiểu không? Nhưng mà do cái ý chí cá nhân của bạn á, nó và cả ý chí của tập thể nó giúp cho những người đó ủng hộ bạn, hoặc là thậm chí là bạn làm việc với cơ quan công quyền nữa. Có thể là thuế má bạn đóng không đủ, giấy tờ bạn chưa có đủ, nhưng mà do cái ý chí cá nhân và cái ý chí tập thể của doanh nghiệp của chúng ta này nó mạnh liệt quá, nên các cơ quan công quyền cũng giúp đỡ bạn luôn. Nó là một trong những cái điều mà mình muốn gửi đến các bạn là bạn phải có ý chí cá nhân rất là mạnh liệt, sau đó bạn truyền cái ý chí cá nhân vào trong cái tổ chức của bạn. Tất cả những cái công ty khởi nghiệp thành công cho tới ngày hôm nay, họ đều có được cái ý chí cá nhân mạnh mẽ và ý chí tinh thần tập thể rất là mạnh liệt để họ mong muốn đạt những cái điều thành công trong cuộc sống. Mình rất mong các bạn là các bạn phải tự hỏi cho mình là các bạn đã đủ mạnh liệt chưa, và bạn đã truyền được cái năng lượng mạnh liệt này cho cái tập thể của bạn chưa trên hành trình khởi nghiệp của bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta sẽ xem những đoạn video sau.